Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Trên bàn mình đây là các dòng sản phẩm vòng tay thông minh, đồng hồ thông minh đến từ thương hiệu Comi. Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy tên thương hiệu này có phần xa lạ, nhưng mà thực tế thì nó đã được thành lập vào năm 2012 là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung phát triển các dòng smartwatch, smartband. Comi cung cấp các sản phẩm có thiết kế đa dạng và độc đáo cùng với nhiều tính năng theo dõi sức khỏe, hỗ trợ thể thao. Về giá cả thì được rất nhiều người yêu thời trang nhận định là vô cùng phải chăng với những gì mà nó mang lại. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình đi sâu vào những em sản phẩm này nhé. Đầu tiên nhìn từ bề ngoài thì bao bì của những sản phẩm này cũng rất khác nhau. Có những hộp rất đơn giản nhưng mà cũng có những hộp được in đầy đủ thông tin về tên sản phẩm, mục đích dùng, hình ảnh, mẫu mã sản phẩm và một vài tính năng nổi bật. Bên trong mỗi bộ sản phẩm bao gồm một đồng hồ, một dây sạc, một quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Nhìn tổng thể thì bao bì sản phẩm khá nhẹ nhàng, tiện lợi, dễ dàng di chuyển. Nhưng mà đối với một số khách hàng khó tính hơn thì vỏ sản phẩm chưa thực sự sang trọng và nổi bật. Và đây chính là những nhân vật chính của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ nói về em vòng tay trước nhá. Tên của em nó là Comi M3C. Đầu tiên nhìn thoáng qua thì thực sự rất giống chiếc Mi Band 3 đến từ Xiaomi. Em M3C này thì có phần nặng hơn với trọng lượng là 38g. Dây đeo được thiết kế bằng hợp chất silicone cao cấp, có khả năng tháo rời giúp người dùng có thể thay dây để sản phẩm lúc nào cũng như mới. Dây nhỏ gọn với nước vừa, có tác dụng thoát mồ hôi, tạo cảm giác thoáng và nhẹ tay. Khi đeo có tác dụng điều chỉnh kích cỡ mọi cổ tay cho vừa vặn. Sở hữu màn hình màu HCD 0,96 inch. Nút home cảm biến giúp bạn điều khiển, lựa chọn mọi tính năng chỉ cần qua một cái chạm nhẹ. Với hai em đồng hồ thông minh còn lại, một em sở hữu màn hình tròn và một em là màn hình vuông. Trước tiên là mẫu có tên Comi V11. Em này thì thiết kế đơn giản cùng với một nút bấm cùng màn hình cảm ứng IPS với kích thước là 1,3 inch, độ phân giải là 240x240 pixel. Phần dây cũng có thể tháo rời được tương tự như là em M3C. Ngoài ra thì dây của em nó còn có thêm một tùy chọn là chất lượng da cao cấp màu ghi. Em đồng hồ có mặt vuông tên là Comi S9 Plus, được trang bị màn kính Gorilla Glass 5 siêu bền chống xước và chống va đập. Sở hữu màn hình màu LCD 1,3 inch, hiển thị rõ nét chi tiết thông tin dù ở ngoài trời. Thân đồng hồ được thiết kế bằng kim loại có độ dày là 9,9mm. Em này thì có trọng lượng nặng nhất trong 3 mẫu, đó chính là 59,6 gram. Điểm chung của cả 3 sản phẩm là đều có dây làm bằng silicone, có thể dễ dàng tháo rời, khi đeo thì mang lại cảm giác thoải mái dù là bạn đang làm việc, chơi thể thao hay thậm chí là khi ngủ. Vì thiết kế hình dạng thì rất khác nhau nhưng mà về tính năng thì gần như là giống y hệt, cũng phải thôi vì ba em này có chung một tầm giá. Đối tượng nhắm đến của cả ba em này là những người quan tâm đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là về huyết áp và tim mạch. Để sản xuất với cảm biến có độ chính xác cao, cùng với đó là thuật toán thông minh cho phép đo đạc và ghi lại các thông số, tiệm cận với các thiết bị y tế chuyên dụng về nhịp tim và huyết áp của người đeo. Theo dõi liên tục và ghi lại nhịp tim trong 24 giờ của bạn. Ngoài ra thì sản phẩm Comi còn có thể hiển thị được nồng độ oxy trong máu. Bạn chỉ cần chọn đúng chế độ và chỉ việc chờ kết quả được hiện ra trong 1 phút, thậm chí là ngắn hơn nhiều. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là các thiết bị đeo tay, độ chính xác cũng không phải hoàn toàn 100% mà chỉ khoảng 80% thôi, bởi vì nó được đo qua ánh sáng xanh và còn phụ thuộc vào tình trạng da cũng như là ánh sáng môi trường lúc đó nữa. Nếu bạn muốn chính xác tuyệt đối thì vẫn nên sử dụng các thiết bị y tế chuyên dụng. Nếu bạn là một người thường đeo các thiết bị trong khi ngủ thì tính năng theo dõi giấc ngủ của các em nó sẽ còn đất dụng võ. Nó cho bạn biết thời gian và giấc ngủ của bạn trong đêm là bao lâu, phân tích chỉ số mệt mỏi, đặt báo thức và âm thầm nhắc nhở bạn thức dậy. Nếu bạn là người yêu thể thao thì V11 và S9 Plus hoàn toàn xứng đáng trở thành người bạn đồng hành của bạn. Hỗ trợ nhiều môn thể thao phổ biến như là đi bộ, chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, cầu lông, bóng rổ và bóng đá. Comi đưa ra các thông số để bạn dễ dàng nắm bắt được tình hình như là số bước chân, quãng đường đã đi và lượng calo tiêu thụ. Một số tính năng giải trí khác thường thấy trên các thiết bị thông minh như là nghe nhạc, hỗ trợ chụp ảnh cũng có mặt trên ba em Comi này. Có một tính năng mà chắc chắn là rất nhiều bạn quan tâm, nếu mà chẳng may đi đường dính mưa hay là lỡ tay làm rớt xuống nước thì sao?
Đừng bận tâm khi Comi là hãng được đánh giá cao về khoảng chống thấm nước, đạt chuẩn IP68, tức là có thể ngâm ở dưới độ sâu 1m. Tuy nhiên thì mình cũng khuyến cáo các bạn không nên lạm dụng tính năng này thường xuyên, bởi vì nó được trang bị để bảo vệ sản phẩm tốt hơn thôi, chứ cũng không tuyệt đối, tiền nào của nấy. Về thời lượng pin thì cũng tùy thuộc vào hoạt động của bạn. Nếu như bạn sử dụng liên tục thì Comi chỉ trụ được khoảng 2-3 ngày. Nếu bạn xem nó là một chiếc đồng hồ xem giờ thông thường thì hoàn toàn có thể sống sót từ 5-7 ngày. Về phần kết nối thì Comi được trang bị chuẩn Bluetooth 4.0, năng lượng thấp cho phép kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng GaFit, lưu trữ các thông số sức khỏe và thể thao. Đặc biệt là giúp bạn nhận được thông báo từ điện thoại như là tin nhắn, cuộc gọi, thông báo ứng dụng Skype, Facebook và Zalo. Nhưng nó cũng chỉ hiển thị nội dung lên màn hình mà thôi. Nếu bạn muốn tương tác thì vẫn cần phải sử dụng đến chiếc điện thoại của bạn. Và vừa rồi thì mình đã cùng các bạn đi sâu vào những em đồng hồ, vòng tay đến từ Comi này. Những gì mà chúng mang lại với mức giá vô cùng dễ chịu, xứng đáng được cân nhắc bổ sung vào bộ sưu tập thiết bị thông minh của bạn. Cảm ơn antien.vn đã cho mình mượn các sản phẩm này để có thể review cho các bạn. Hiện sản phẩm cũng đang được phân phối độc quyền và chính hãng tại An Tiến với mức giá tham khảo còn chưa đến 1 triệu đồng, được bảo hành chính hãng 6 tháng trên toàn quốc. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận của tụi mình nhé. Tuyệt vời hơn là để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!